được kiến tạo bởi tâm huyết của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự. Nhà hàng Sơn La với phong cách kiến trúc độc đáo đã xuất sắc dẫn đầu và được vinh danh là công trình tiêu biểu cho hạng mục kiến trúc khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại lễ hội kiến trúc thế giới năm 2014 diễn ra tại Singapore. Nhà hàng Sơn La được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự thiết kế theo phong cách giản dị, hòa quyện với vẻ đẹp của thiên nhiên của núi đồi. Với chất liệu chính được sử dụng trong thiết kế công trình nhà hàng Sơn La là tre, luồng, đá. Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự đã khẳng định được thế mạnh trong thiết kế của mình, đồng thời cũng tạo ra một trong những xu hướng kiến trúc đương đại, mang đậm màu sắc của tự nhiên, thân thiện với cuộc sống và người dân Việt. Đầu tiên là công trình Sơn La Complex. Nó được tọa lạc trong lòng thành phố núi trẻ Sơn La. Tiếp theo đó, bản thân vị trí của nó đã được mẹ thiên nhiên ban tặng một vị trí địa lý vô cùng tự nhiên. Cho nên chúng tôi quyết định đầu tư nhà hàng cũng mang theo xu hướng kiến trúc xanh để giữ nguyên lại những cái gì bản thân của nó là tự nhiên vốn có. Công trình là tổ hợp gồm 8 hạng mục kết hợp với nhau trong một không gian rộng khoảng 14.000 m², bao gồm nhà hàng, khách sạn và các hạng mục đi kèm, nằm trong tổ hợp thương mại một khu có tiềm năng về kinh tế của tỉnh Sơn La. Từ bao đời nay, dân Việt đã quá quen thuộc với cây luồng, tuy nhiên ta mới chỉ bắt gặp những cây luồng đó ở góc độ kiến trúc đơn giản cho ngôi nhà. Và chỉ đến kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thì cây luồng đã thực sự trở thành một nguyên liệu chính cho kết cấu, đồng thời tạo nên một màu sắc thật đẹp, thật lạ và đầy ấn tượng trong kiến trúc của mình. Và ngắm nhìn nhà hàng Sơn La, ta có thể dễ dàng nhận ra kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã kết nối các không gian riêng và hệ mái lợp ngói cao và rộng với kết cấu chịu lực chính là luồng. Từng cây luồng với tiết diện 80-100mm được bó thành hệ cột và hệ dầm chính, gồm 5 thanh tre đan xen với nhau, kết cấu tối giản, tạo vẻ đẹp thô mộc, thông thoáng cho kiến trúc của công trình. Không chỉ ấn tượng bởi những cây cột kèo bằng tre luồng và sự hiện diện của núi đồi thơ mộng, nhà hàng Sơn La còn ấn tượng bởi hàng đào phai, vốn là loài cây nổi tiếng tại Sơn La, và một hồ nước nhân tạo nhằm tạo cảm giác mát mẻ trong một không gian bằng đá. Điều này khiến cho ai cũng đã một lần đặt chân đến nhà hàng Sơn La được cảm nhận được một vẻ đẹp thật thanh bình và thơ mộng. Thực ra đối với quan niệm của chúng tôi, quan điểm của chúng tôi từ đầu ấy, thì đối với một nhà hàng thì ngoài cái yếu tố ẩm thực ra thì kiến trúc cũng là một yếu tố rất quan trọng. Kiến trúc mang đến cho khách hàng những cái cảm nhận khác nhau khi mình đi sử dụng ẩm thực. Nó mang đến những cái sự thư thái, rồi cái sự gần gũi, cảm giác như người ta cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn và không có những cái áp lực gì nữa khi mà trước khi bước vào một bữa tiệc mà được thư giãn xung quanh một cái không gian kiến trúc xanh theo mỗi người theo một cái cảm nhận của riêng mình. Có thể thấy kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa không chỉ tạo ấn tượng sâu đậm cho các công trình kiến trúc xanh tiêu biểu như nhà trên phố, mà với những công trình kiến trúc là các khu nghỉ dưỡng hay các nhà hàng sang trọng, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã tạo ra một phong cách kiến trúc rất riêng, vừa gần, vừa thân quen và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Điều đó một lần nữa khẳng định kiến trúc Việt luôn có sức hút ở mọi thời đại.